Xin kính chào quý vị và các bạn. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ngày 30 Tết, thì miền Bắc vẫn duy trì tiết trời rét đậm, ở vùng núi thì có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở phổ biến toàn miền không vượt quá 14 độ C. Còn sang ngày mai thì nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 12 đến 17 độ C. Chỉ một số nơi ở bên phía Tây Bắc Bộ thì do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên là trời không quá rét. Ngày 30 Tết cũng là dịp mà mọi người quây quần bên mâm cơm tất niên. Và trong thời tiết giá rét như vậy, nếu uống rượu bia thì quý vị hãy cẩn thận bởi là chất ethanol trong rượu có thể làm giãn mạch ngoại vi và khiến chúng ta cảm thấy ấm. Tuy nhiên, cảm giác ấm và nóng đó chỉ là nhất thời thôi, không làm tăng thân nhiệt. Mà ngược lại, các mạch máu ngoại vi trong cơ thể giãn ra lại gặp nhiệt độ thấp thì mạch đột ngột co lại, huyết áp dễ tăng vọt và gây ra tai biến, đột quỵ. Để giữ sức khỏe thì chúng ta nên uống chừng mực, mặc quần áo đủ ấm và sau khi uống rượu thì cũng không nên đi ra ngoài trời, tránh những nơi mà thoáng gió hoặc là có thể bị gió lùa vào. Chuyển sang thời tiết ở khu vực miền Trung, dự báo ngày mai các thành phố Thanh Hóa, Vinh và Hà Tĩnh cũng rét với mức nhiệt là 16 đến 18 độ C. Đồng Hới và Huế thì trời lạnh 22, 23 độ C. Từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì nền nhiệt cao hơn 26 đến 32 độ C. Một lưu ý nữa đó là khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định, dự báo là ngày mai trời sẽ có mưa rào rải rác và cục bộ có những nơi có mưa nặng hạt với lượng mưa có thể lên hàng chục mm. Mưa như vậy thì sẽ gây bất tiện cho việc đi lại và các công việc chuẩn bị cho bữa cơm tất niên của người dân ở nơi đây. Tại khu vực Tây Nguyên, dự báo ngày cuối cùng của năm Quý Mão thì toàn miền sẽ là nắng đẹp. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa 28 đến 31 độ C, riêng có Đà Lạt do lợi thế địa hình cao cho nên không quá 24 độ C. Nam Bộ vào ngày mai, ngày 30 Tết thì trời vẫn nắng nhiều, nắng nóng sẽ xảy ra cục bộ tại Biên Hòa với mức nhiệt là 35 độ C, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay là các nơi khác ở khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ dao động từ 31 cho đến 34 độ C, trời sẽ khá nóng vào trưa và đầu giờ chiều. Về thời tiết biển, dự báo ngày 30 Tết, Vịnh Bắc Bộ trở ra huyện đảo Hoàng Sa thì gió đông bắc mạnh cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quanh huyện đảo Trường Sa thì ngày mai thời tiết tốt, ít mưa, trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió là cấp 4 đến cấp 5. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.